Ay, suban, no le dejo de la café, cái này là được mấy lạng đấy, một ký hai đó, một ký hai hả, một mẻ nữa là bao nhiêu tiền đó? Đang thử hả? Đang thử. Đây là trong đây nhá, trong đây vẫn còn chưa chín, cái này nói chung là bây giờ đang cái độ lòng nguội. Chưa dùng ga, ga hả? Cái này
rồi cái vòi cao vào đây đây, cái này nó không, cái này là thời gian nó đang là bao nhiêu lâu hả em? Nếu mà đọc chuẩn nhất là cái này là mình cân bao nhiêu độ là nó vừa đó. Cây theo loại cà thôi nhú, cà rô nó khác, cà nó khác, tùy theo cái pha chế của mình. Thì nếu mình pha được cái nào thì nó sẽ có nhiều độ ra. Cái máy này là của Việt Nam hay sản xuất ở đâu? Cái này giá của nó là bao nhiêu?